đồng cỏ đang thức dậy. Đây là một vùng đất rộng lớn với thảm cỏ trải dài tới tận chân trời. Mưa chỉ rơi trong một giai đoạn ngắn của mùa hè. Vì vậy, cây cỏ không thể mọc cao hơn được nữa. Những con linh dương Mông Cổ đang chạy khắp thảo nguyên. Chúng chạy ngày càng nhanh, nhanh như một cơn gió. Đây là thảo nguyên Donut, một dải đất rộng ở phía đông của Mông Cổ, giáp với Trung Quốc và Nga. Linh dương Mông Cổ dành cả cuộc đời lang thang khắp các đồng cỏ. Chúng không bao giờ ở yên một chỗ, bạn không thể đoán được chúng đang đi đâu. Nhưng có một điều chắc chắn là nơi nào có linh dương Mông Cổ thì nơi đó thiên nhiên sống động nhất. Bây giờ đang là tháng 3. Đó là khi sự chết chóc bao trùm lên các đồng cỏ. Rất nhiều con linh dương non và linh dương già không thể sống sót. Vào mùa đông, chúng phải chịu sự lạnh giá và đói khát. Nhưng đầu mùa xuân là thời điểm số lượng linh dương sụt giảm nhiều hơn cả. Những con linh dương yếu đuối sau mùa đông dài gặp khó khăn để sinh tồn qua đầu mùa đông. Một con sói xuất hiện giữa đồng cỏ. Nó ăn thịt một con linh dương đực và bỏ đi. Vào mùa xuân, linh dương ở trong tình trạng thiếu thức ăn. Mặc dù chúng dễ làm mồi cho chó sói, nhưng bản thân chúng không phải là con mồi béo bở. Cỏ mọc thấp chào đón mùa xuân tới. Cây cao không thể sống trong môi trường khô hạn quanh năm này. Phía dưới đồng cỏ là một vùng đất còn khô hạn hơn, có tên Gobi. Mặc dù nó được đặt tên là sa mạc Gobi, nhưng nó không giống những sa mạc khác. Gobi có nghĩa là vùng đất khô cằn, nơi cỏ không mọc được. Ở đây chỉ có những đám cỏ nhỏ. Vùng sa mạc đầy cát chỉ là một phần nhỏ của nó. Động vật hoang dã sống tại Gobi có khả năng thích ứng cao với hạn hán. Một trong số đó là loài lừa hoang. Chúng chỉ uống nước 2-3 ngày một lần và thường ít đi tiểu để giữ nước. Lừa hoang ăn loại cỏ cứng hơn các loài vật khác. Chúng di chuyển quanh vùng đất khô cằn theo bầy đàn. Vào đầu mùa xuân, bão cát hoành hành tại Gobi. Những cơn bão cát có thể hình thành ở độ cao tới 5.000 mét và di chuyển nhanh theo những cơn gió mạnh ở tầng đối lưu phía trên. Chúng có thể tới Hàn Quốc trong chỉ một ngày và rồi vượt biển tới Nhật Bản hay thậm chí là Hawaii. Những cơn bão cát Gobi là một trong những yếu tố gây nên hiện tượng bụi vàng xuất hiện ở Hàn Quốc vào mùa xuân.
lỗ mũi của những con lạc đà hai bướu tự động đóng lại trong những cơn bão cát. Hai hàng lông mi và lông trong tai của chúng cũng giúp ngăn chặn cát. Gobi là quê hương của lạc đà hai bướu. Chúng tích trữ chất béo trong hai bướu trên lưng và có thể tiết nước ra từ đó. Lạc đà hai bướu có thể tồn tại cả tháng mà không cần uống nước. Địa hình khô cằn này là nơi duy nhất mà lạc đà hoang dã sinh sống. Kể cả khi cơn bão cát nhấn chìm mọi thứ, chúng vẫn có thể tìm thấy cỏ. Dù mọi thứ trước mắt dường như vô định, những người du mục không bao giờ lạc đường. Khi cơn bão cát qua đi, bầu trời bỗng nhiên bị bao phủ bởi mây mưa. Hiện tượng này xảy ra ngay trước khi mùa hè tới. Những sinh vật của sa mạc không thể bỏ lỡ bước chuyển biến này trên bầu trời. Chúng đã cảm nhận được cơn mưa sắp tới. Chúng mong chờ cơn mưa vì biết rằng sẽ phải tích trữ lượng nước này cho suốt một năm tới. Lượng mưa trung bình hàng năm tại khu vực này là 50mm, tương đương với lượng mưa trong một ngày ở Hàn Quốc vào mùa mưa. Đây là tất cả lượng mưa mà chúng nhận được trong một năm. Vào ngày lượng mưa quý giá này rơi xuống, vùng đất Gobi khô cằn như thở phào nhẹ nhõm. Mưa trên sa mạc mang đến một hiệu ứng đáng kinh ngạc. Nó làm cho muôn hoa nở rộ ngay tức thì. Những loài hoa thuộc nhiều họ khác nhau đã chờ đợi để bung cánh cùng một lúc và làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của sa mạc. Sa mạc sau cơn mưa tràn ngập sự sống mới. Các đồng cỏ cũng đã được tưới nước. Lượng mưa ở đây nhiều hơn một chút để có thể tưới mát cho cỏ cây và đất. Mọc um tùm sau khi trận mưa đi qua. Đồng cỏ tươi tốt trải dài tới tận chân trời. Đây chính là vùng đất rộng lớn cho linh dương Mông Cổ. Chỉ những con sống sót qua mùa đông mới biết tới những trời non của mùa xuân. Linh dương Mông Cổ di chuyển thành từng đàn lên tới vài nghìn con một lúc. Nhưng khi đến mùa hè, chúng sẽ tách thành từng bầy vài chục con một. Chúng làm vậy là để tách những con cái sắp vào kỳ sinh nở.
Linh dương cái với con nhỏ không thể di chuyển xa. Khi chúng tụ lại, chỉ những con đực mạnh khỏe mới được ăn. Thế nên, từng bầy tạm thời tách đàn và rồi nhập lại vào mùa thu. Chúng đi tới tận Tân Cương, Trung Quốc và Kazakhstan để tìm nước và đồng cỏ. Khái niệm biên giới chỉ có ý nghĩa với con người. Vào mùa hè, loài sơn ca bản địa của đồng cỏ Đo Nót đang tìm hiểu môi trường xung quanh chúng. Côn trùng là món ăn có lợi nhất cho chim non. Mùa hè là mùa lý tưởng để nuôi chim non. Sếu khuê tú là loài chim di trú tới thảo nguyên Đo Nót. Sau khi dành cả mùa đông ở Ấn Độ và Pakistan, chúng tới thảo nguyên này sau khi vượt qua dãy Himalaya. Chúng dành mùa sinh sản ở đây. Thảo nguyên không có chỗ để chúng giấu trứng. Khi một con trống và một con mái kết đôi, sếu khuê tú sống cả cuộc đời với nhau. Chúng thậm chí còn cùng nhau ấp những quả trứng quý giá. Đây là một mùa hè trù phú khi động vật ăn cỏ có thể tận hưởng đám cỏ xanh tươi tốt. Còn loài chim có những côn trùng ngon để ăn. Ngay cả loài chim ó vùng cao hung hăng cũng thích sự yên bình này. Và rồi đột nhiên, những cơn gió nổi lên. Một lần nữa, cơn mưa mùa hạ chút xuống đồng cỏ. Sau cơn mưa, cây cỏ càng trở nên tươi tốt hơn. Đây là cao điểm của mùa hè. Lúc này, những con linh dương Mông Cổ đang tất bật nuôi con. Linh dương con đang chạy cùng bầy linh dương mẹ. Những con cái giấu con non trong bụi cỏ cao. Linh dương Mông Cổ con có thể đứng dậy và bước đi ngay khi được sinh ra. Và rồi chúng bắt đầu chạy. Chạy là bản năng của loài linh dương Mông Cổ. Một con non khác trốn trong đống cỏ. Đây là một con sếu khuê tú non mới ra đời 2 ngày trước. Vì không có tổ, sếu con phải học cách đứng thẳng trên mặt đất trước tiên.
Những con sếu khuê tú non này đã cứng cáp hơn nhiều. Cả gia đình tất bật lùng sục thức ăn khắp đồng cỏ. Sếu con phải phát triển tốt và khỏe mạnh vào mùa hè để còn bay qua dãy Himalaya tới nơi trú ẩn vào mùa đông trước khi thời tiết giá rét ảo tới. Có những cái hang nằm rải rác đâu đó trong khu vực thấp nhất của vùng đồng cỏ. Đó chính là tổ của loài chuột đồng Brent. Từ tháng 5 tới tháng 9, chuột đồng Brent đẻ mỗi tháng một con. Số lượng của chúng tăng đáng kể vào mùa hè. Loài gặm nhấm ở đồng cỏ thường là loài ăn cỏ. Sóc đất là một trong số chúng. Dù chúng ngủ đông dưới lòng đất trong phần lớn thời gian của năm, nhưng chúng lại xuất hiện vào mùa hè khi cỏ mọc tươi tốt. Những kẻ săn tìm loài gặm nhấm có mặt ở khắp mọi nơi. Chim ó vùng cao lúc nào cũng tìm kiếm con mồi. Nó sinh ra 4 con chim non vào cuối mùa xuân. Chim mẹ luôn phải bận rộn săn mồi để có thức ăn cho chim non. Các cặp đôi chim ó vùng cao cùng nhau nuôi con. Chúng thay nhau đi tìm thức ăn. Chuột đồng Brant là một trong những con mồi chính của chúng. Chuột đồng luôn phải cảnh giác khi đi ra khỏi hang vì nguy hiểm luôn rình rập. Chúng gửi tín hiệu cảnh báo cho những con chuột đồng khác ngay khi cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ săn mồi. Mùa hè là khoảng thời gian có nhiều loài gặm nhấm nhất. Và cũng là khi loài gặm nhấm bị tóm nhiều nhất bởi những kẻ săn mồi. Những con chim săn mồi cũng có con non phải nuôi. Chim ó vùng cao quay trở lại tổ với con mồi mà nó bắt được. Chim non không có nguồn thức ăn nào khác ngoài những gì mà bố mẹ chúng tìm được. Cuộc chiến giành thức ăn diễn ra khốc liệt. Nếu không giành phần thắng, rất có thể chim non sẽ không thể trưởng thành. Trong các loài gặm nhấm xuất hiện vào mùa hè, chỉ một trong số 10.000 con sống sót cho tới năm sau. Phần lớn trong số chúng trở thành thức ăn cho những kẻ săn mồi. Hệ sinh thái của đồng cỏ được duy trì nhờ sự chuyển hóa từ cỏ sang protein bởi loài gặm nhấm. Sóc đất là loài đào bới giỏi nhất ở thảo nguyên.
Những chiếc hang đào bởi sóc đất được loài cáo thảo nguyên tận dụng. Chúng cũng ra khỏi tổ vào mùa hè. Đây là cáo con, chúng khoảng 3 tháng tuổi. Cáo thảo nguyên không sống ở trên núi mà sống ở sa mạc và đồng cỏ. Những con non đang mải đùa nghịch. Chính sự nô đùa này giúp chúng phát triển những kỹ năng săn mồi cần thiết cho cuộc sống sau này. Hành động cưỡi lên lưng con khác trông giống như giao phối, nhưng đây lại là biểu hiện của sự thống trị. Chúng đánh nhau để cưỡi lên lưng nhau. Điều này lập ra một hệ thống thứ bậc giữa đàn cáo. Thế giới bên ngoài hang cáo đầy dãy bí ẩn cho những con non hiếu kỳ khám phá. Cáo thảo nguyên có đôi tai nhạy bén và khứu giác phi thường. Cáo con đứng bất động tại chỗ để ngửi hương hoa. Tuy nhiên, sơ suất là rất nguy hiểm. Một con đại bàng vàng đã xuất hiện. Đại bàng vàng có thể bắt những con cáo lớn hơn, nói gì tới những con non bé nhỏ. Kẻ săn mồi đáng sợ nhất của cáo thảo nguyên chính là đại bàng vàng. Sợ hãi khi gặp kẻ săn mồi nhưng lại đe dọa con mồi của mình. Những loài vật săn mồi sống giữa hai thái cực này. Cáo mẹ vừa chạy thoát khỏi đại bàng, nó đã bắt được một con chuột. Nhưng nó không mang về cho con mà chọn cách chôn con mồi. Những con vật mẹ dùng cách thức này để huấn luyện con mình tìm mồi. Một con cáo con đã ngửi thấy mùi thịt. Nhưng nó không ăn miếng mồi ngay lập tức. Nó lấy con mồi và tập săn. Mùi của con mồi thu hút những con non khác. Nhưng nó không có ý định chia sẻ. Những con cáo non sẽ phải sớm tự đi săn mồi. Khi mặt trời bắt đầu lặn, cáo con trở về hang. Cáo mẹ sống trong hang với những đứa con của mình trong vòng một tuần. Và rồi nó không vào hang nữa.
Nó chỉ thỉnh thoảng kiểm tra xem con non có ổn hay không. Nó trông chừng cái hang từ một ngọn đồi và ngủ lại ở đó. Sóc đất là loài bản địa của đồng cỏ. Nó chống chọi với những cơn gió từ xa thổi tới. Chúng to gấp đôi một con thỏ khi đạt đến kích thước trưởng thành. Đó là loài gặm nhấm lớn hiếm có. Những con sóc đất này ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Thông thường, chúng trốn trong hang dưới lòng đất. Thế giới ngoài kia đầy rẫy những kẻ săn mồi chỉ trực vồ lấy chúng. Con người cũng khiến sóc đất luôn sợ hãi. Bạn cần phải chuẩn bị kỹ càng khi săn sóc đất. Đó là quần áo màu trắng nổi bật, với những chiếc mũ trông giống động vật. Thợ săn cầm một chiếc đuôi ngựa màu trắng hoặc một phụ kiện làm từ lông bò Tây Tạng. Khi anh ta vung cái đuôi, sóc đất nghĩ rằng anh ta là một con vật. Sóc đất liếc trộm, tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra. Không thể ngăn sự tò mò, nó mạo hiểm ra khỏi hang. Sóc đất là loài hay tò mò và thợ săn ngụy trang để tận dụng điều đó. Sau khi từ từ dụ sóc đất ra ngoài, thợ săn chỉ cần một phát bắn chính xác để bắt nó. Sóc đất được mang về nhà và nấu lên. Sau khi loại bỏ phần ruột, sóc đất được nấu nguyên con để làm món bô đốc. Nó được nấu chung với rau củ bằng đá nóng. Sau khi buộc kín toàn bộ chỗ hở để ngăn nhiệt thoát ra ngoài, người ta sẽ đốt cháy bộ lông. Và rồi, món bô đốc từ sóc đất đã xong. Đầu tiên, họ đổ ra nước dùng béo ngậy và lần lượt uống. Đó là một món ăn Mông Cổ ngon tuyệt. Sóc đất ăn cỏ tốt tươi ở thảo nguyên. Chúng trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người và mọi sinh vật ở thảo nguyên. Sa mạc Gobi đang ở cao điểm của mùa hè. Nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Vùng đất nóng như thiêu như đốt, không một bóng râm. Gobi là vùng đất của cỏ, đá và cát. Hungary Now là những đụn cát trải dài. Những hạt cát được gió mang đến đã góp lại thành những đụn cát cao tới 200 mét. Những hạt cát đụng vào nhau tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Đó
Đó là lý do vì sao người Mông Cổ gọi những đụn cát này là sa mạc vọng âm. Sa mạc chậm rãi di chuyển theo sức gió. Đường cong dài của những đụn cát là minh chứng cho lịch sử lâu dài của sa mạc. Thực vật mọc lên mập và ngắn, khiến cho thân của chúng cứng cáp như thân cây gỗ. Có những thực vật phát triển ngay cả ở vùng đất khô cằn này, tạo điều kiện cho động vật ăn cỏ sống sót. Mùa hè cũng là mùa sinh sản của lừa hoang. Đây là khi chúng giao phối và nuôi con non. Hiện tại chúng sống theo bầy nhỏ và nhập thành một đàn lớn vào mùa đông. Lừa hoang là một loài vật cứng cỏi. Nó đã biến vùng đất cực kỳ khô cằn này thành môi trường sống của mình. Đây là lý do tại sao lừa hoang sải bước với lòng hãnh diện lớn. Người ta gọi nó là con quái thú kiêu ngạo nhất. Trong khi đó, lạc đà hai bướu được biết đến như một loài dễ thuần hóa. Nó đã chở hàng hóa cho con người từ lâu. Nó tích trữ mỡ trong bướu để có thể sống sót ngay cả khi thức ăn trở nên khan hiếm. Đôi môi khéo léo của nó có thể tách gai ra khỏi những thực vật nó ăn. Móng guốc của nó đã được tối ưu hóa cho môi trường sa mạc. Móng guốc của nó phẳng như một cái đĩa, giữ cho lạc đà hai bướu không bị lún vào cát. Không loài động vật nào có thể đi sâu vào sa mạc như lạc đà hai bướu. Con lạc đà đang bị nôn. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với lũ lạc đà. Những người du mục đang cắt lông của chúng trước khi nó rụng một cách tự nhiên vào mùa hè. Lạc đà phải bị trói lại trong suốt quá trình này. Lạc đà mang đến cho những người du mục rất nhiều thứ, từ sữa cho đến da và lông. Con người dùng lông lạc đà thay cho sợi để làm dây thừng, quần áo và thảm. Người du mục đã đưa đàn lừa tới con suối. Những sinh vật này đã không uống nước trong một thời gian dài, giờ đây chúng phải uống một lượng đáng kinh ngạc. Con suối là một trong những nguồn nước hiếm hoi ở đây. Như thường lệ, những người du mục cho đàn lừa uống trước, rồi mới lấy nước cho mình. Mặt trời lặn và một đàn khác đã tới con suối. Lừa hoang có thể ngửi thấy nước từ xa. Với khả năng tìm nước phi thường, chúng còn tự đào giếng cho mình. Con người cũng tận dụng những con suối này. Sau khi uống no từ con suối đã được trông chờ từ lâu, chúng quay trở lại những đám cây bụi.
có những đồi đá rải rác khắp miền Gobi gió cát. Chúng được khắc nên bởi gió trong suốt hàng nghìn năm. Dù cằn cỗi, vùng đất này là nơi kết đôi lý tưởng cho các loài chim. Đại bàng là loài chim săn mồi to lớn nhất ở sa mạc Gobi. Chúng là loài chim săn mồi với dải cánh dài tới 3 mét và có thể nặng tới 10 kg. Chiếc tổ này được xây trên một vách đá. Hàng năm, đại bàng trở lại đúng chiếc tổ cũ để sinh sản. Chúng chỉ sửa chữa một chút. Nó đẻ đúng một quả trứng và nuôi một con non. Tất cả đại bàng non đều là con độc nhất trong một chiếc tổ duy nhất. Tuy nhiên, chim mẹ và chim con sẽ tách xa nhau vào mùa đông. Đó là vì những con non chưa đến tuổi giao phối sẽ dành cả mùa đông ở phía nam ấm áp. Trên sườn các ngọn đồi đá là nơi sinh sống của loài cừu hoang Angali. Cừu hoang Angali có kích thước khá lớn so với những loài cừu hoang khác. Chúng có thể sống mà không cần uống nước, mà chỉ cần lượng ẩm ít ỏi có sẵn trong thức ăn. Những chiếc sừng của chúng lớn lên theo thời gian và có thể dài tới 160 cm. Cừu hoang Angali sống tách biệt theo giới tính. Hiện giờ chúng có những mảng lông loang lổ. Chúng đang rụng bớt lông để chuẩn bị cho mùa hè. Mùa hè đã tới, những con cừu hoang Angali sinh sống trên đồi đá. Mùa hè ở đồng cỏ là lúc ngựa lớn nhanh hơn cả. Người Mông Cổ chọn ra những con nhanh nhất và cưỡi chúng trong nhiều giờ đồng hồ. Những con ngựa này đang được chuẩn bị cho một cuộc đua giữa các tay đua trẻ. Tháng 7 là lễ hội Nadam ở Mông Cổ được tổ chức. Những con ngựa đang được nghỉ ngơi. Khi chạy nước kiệu theo vòng tròn lớn, cả tay đua và ngựa đều được thư giãn. Những tay đua thường dưới 10 tuổi. Tay đua càng nhẹ thì cơ hội chiến thắng càng cao. Ngựa được nuôi lớn bởi những người du mục sống gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng khác với những con ngựa hoang thực sự. Có những con ngựa hoang thật sự ở Mông Cổ. Đây là loài ngựa Pevarsky. Nó có một cái bờm mạnh mẽ. Ngựa Pevarsky được đặt tên theo nhà động vật học người Nga, người đã tìm ra chúng vào thế kỷ 19. Chúng đã được hồi sinh một lần sau khi bị tuyệt chủng trong hoang dã. Việc này được thực hiện vào năm 1992, sử dụng mẫu vật từ một vườn thú ở châu Âu. Những con ngựa này giống với hình mẫu trong tranh hang động thời tiền sử nhất. Mùa thu đã tới vào tháng 8.
những người du mục bận rộn chăn ngựa. Những con ngựa đã trở nên to lớn và mạnh mẽ trong suốt mùa hè chủ phú. Những người du mục sẽ chọn một con ngựa để huấn luyện vào ngày hôm nay. Con ngựa cần được huấn luyện để trở thành một chiến mã. Cái gậy có móc phải được kéo giãn và chồng qua đầu con ngựa một cách nhanh chóng. Họ đã chọn một con ngựa khỏe, tầm 3 tuổi. Con ngựa đã lớn lên trong môi trường bán hoang dã, không dễ để nó đầu hàng. Một vài người đàn ông khỏe mạnh phải cùng nhau thuần hóa chiến mã. Khi đã khuất phục được nó, họ đeo một chiếc vòng sắt vào miệng con vật. Con vật này không còn tự do. Và giờ, việc huấn luyện thực sự bắt đầu. Con ngựa dãy giụa để phản ứng. Đây luôn là cách mà việc huấn luyện ngựa bắt đầu. Một chuyên gia, người đã quan sát cả quá trình, giờ đây nắm quyền kiểm soát. Con ngựa được huấn luyện sẽ ở cạnh người du mục, suốt đời như một chiến mã trung thành. Gió thổi mát rượi trên đồng cỏ. Bây giờ đang là giữa mùa thu. Tháng 10 là khi Linh Dương Mông Cổ nhập thành một đàn lớn.